Bánh mì ngoan, ngày mai đi khám rồi, bánh mì quay đầu xuống đây nha. Bánh mì ngoan thương yêu của ba mẹ. Bánh mì ngoan lắm, vậy chứ ngoan là quay đầu nhất à. Rồi ngủ sớm nha, mai bánh mì quay đầu, đi khám bác sĩ khen nhé con. Quay đầu xuống đây nè, giỏi. Hôm nay hai chồng đi khám thai lần thứ mấy hai chồng cũng hết nhớ. Trước khi đi khám á thì hai chồng đi ăn cái đã. Hôm nay bầu tự nhiên nói muốn ăn bún bò, vợ thèm thì anh chiều ngay, sẵn ăn vô cho bánh mì trong bụng nó bò qua bò lại quay đầu trở lại. Mấy nay hai chồng cứ trò chuyện với bánh mì khuyên ảnh quay đầu là bờ. Bà không biết ảnh có nghe được không nữa. Bún bò ngon quá mọi người ơi, thêm một ly đường chế đà nữa là hết sảy luôn. Ăn sáng á là hai chồng phải có ly trà đá đường mới ăn ngon miệng được. Khi họ đường nhiều khi mai mốt đặt tên con là đường chế đà luôn quá. Ăn no nê rồi á thì hai vợ chồng vô bệnh viện khám thôi. Ni khám theo gói nên sẽ được đặt lịch trước, mà hôm nay hai vợ chồng đi khám ngày thứ bảy nên đông dữ lắm mọi người. Hai vợ chồng cũng phải ngồi đợi khá là lâu á. Vừa vô á là lên cân coi nay được nhiêu ký. Nay được 56,7 kg rồi. Rồi ni qua đo huyết áp rồi qua phòng lấy nước tiểu xét nghiệm. Ông Hy thì ngồi ngoài đây chờ nè. Không gian ở ngoài đây thì có nhiều cây xanh, tạo cho mình cái cảm giác thoải mái và dễ chịu lắm luôn á mọi người. Rồi tới khúc siêu âm nè, hôm nay đông quá nên là hai vợ chồng ngồi đợi khá lâu. Lát có anh chị đem nước trà đường tới. Lần nào vô siêu âm á cũng hồi hộp như những lần đầu hết trơn á. Riêng lần này á là để coi ảnh có quay đầu không nha. Đợi cũng lâu nên hai vợ chồng quyết định qua đo tim thai trước. Tai á thì Ni thủ sẵn cái đồ bấm gì nè. Khi nào mà bánh mì đạp một cái là Ni sẽ bấm một cái. Đo tầm khoảng nửa tiếng á mọi người. Đo xong á thì Ni qua siêu âm. Siêu âm xong á thì đi chích ngừa thêm một mũi 5 trong 1 lần 2. Đây, đó giờ mọi người thấy bầu xăm mình chưa? Chích ngừa xong thì sẽ dán lên này á. Đau gồng lên. Quá chạy lực luôn rồi mà không biết lực gì nữa. Chích ngừa xong á thì hai chồng ra canteen ăn cơm trưa. Vì chích ngừa xong á thì mình phải đợi thêm 30 phút sau nữa để quay trở lại đo tim thai rồi mới được về mọi người. Để đề phòng những trường hợp chích ngừa xong á mà có vấn đề gì á thì người ta xử lý kịp thời. Rồi rồi, mọi người có biết tại sao bánh mì siêu âm là cứ hay chu mỏ vậy không? Đây, đây là cái mỏ này ha, mà kêu cười chung. Rồi sáng sao? Đó, con chén luôn. Đó. Con ba vậy đi chén không có khác luôn chén con ba ngày có phúc mà rồi chứ. Mà thôi, sao cũng được. Quan trọng á là bánh mì đã chịu quay đầu là bờ rồi mọi người ơi. Bánh mì của ba mẹ ngoan quá chừng luôn ha. À, cái clip hôm bữa mình đi bò ngược kim đồng hồ á, thật ra cái đó cũng là một trong những động tác yoga để giúp bé quay đầu á mọi người. Cũng gần tới ngày dự sanh rồi, tâm trạng của các mom như nào. Còn Ni á thì hồi hộp mà cũng có phần nôn nao lắm luôn á mọi người. Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. À, mà cái bài hát Cảm ơn con đã đến á, mọi người đã nghe chưa? Chưa nghe thì nghe ủng hộ hai vợ chồng nha. Còn nghe rồi á thì nghe lại nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bánh mì quay đầu rồi cô chú ơi. Bánh mì ngoan lắm luôn á. Về thưởng cho bánh mì mới được. Xong rồi á thì hai vợ chồng về thôi. Mỗi buổi khám là những kỷ niệm đẹp. Ni cảm ơn mọi người đã chọn xem video của vợ chồng Hini trong hàng vạn những video ngoài kia nha.